Lễ khai giảng năm học 2019-2020 diễn ra khi thời tiết không thuận lợi và sân trường lúc đó cũng chưa có mái che. Tuy nhiên, nhà trường vẫn đón nhận các con học sinh lớp 6 vào trường trong niềm hân hoan. Khởi động là phần thi mâm cỗ đạt giải 3 của ngày hội trăng rằm và khuyến khích hội thi làm lồng đèn. Hưởng ứng chỉ thị 19 của thành ủy, lớp 9-5 cùng giáo viên chủ nhiệm đã thực hiện phát động chiến dịch thu gom pin đổi kẹo mút, giúp học sinh hiểu được tác hại của rác thải độc hại và đã thu gom được hơn 2.000 viên pin nộp cho Ủy ban Nhân dân phường 5. Ban nhạc Hà Quy Tập đã xuất sắc đạt giải A thi liên hoan nhóm nhạc thiếu nhi thành phố. Thao giảng cấp quận môn ngữ văn, môn tiếng Anh, môn toán, môn sử. Các con đã xuất sắc đạt giải nhì hội thi học sinh thành phố với pháp luật. Ngày 31 tháng 10 và 1 tháng 11 năm 2019, trường trung học cơ sở Hà Huy Tập đã hân hoan chào đón học sinh Singapore từ trường St. Hilda's Primary School. Trong hai buổi giao lưu, học sinh của trường Hà Huy Tập đã giới thiệu văn hóa, truyền thống, bản sắc Việt Nam từ các món ăn như bánh tráng trộn, gỏi cuốn, phở gà, chả giò, bột chiên đến các trò chơi dân gian như bịt mắt, đập heo và không thể thiếu việc giới thiệu chiếc áo dài Việt Nam. Qua buổi giao lưu, các con đã có cơ hội thực tập được tiếng Anh và tìm hiểu về đất nước bạn. Đội tuyển bóng đá Hà Huy Tập khối 6-7 đã vô địch cấp quận và khối 8-9 đạt huy chương bạc. Ra mắt các câu lạc bộ như STEM Robot. Câu lạc bộ khoa học kỹ thuật, câu lạc bộ văn học, câu lạc bộ xe thế năng, hội thi xe thế năng cấp trường. Đây là sân chơi tạo cơ hội để học sinh trải nghiệm sáng tạo, đưa kiến thức vật lý vào đời sống. Các mô hình xe được học sinh tận dụng từ rác tái chế để thiết kế và đã đạt giải nhất cấp quận. Học sinh khối 7 đi trải nghiệm ngoại khóa tại Đồng Tháp. Học sinh khối 6 đi tham quan nhà máy Ajinomoto. Ngày 20 tháng 11, khi các thầy cô biểu diễn thời trang áo dài. Giải nhì hội thi kể về di tích lịch sử văn hóa Lăng Lê Văn Duyệt. Trường trung học cơ sở Hà Huy Tập đã vinh dự dự hội trại 9 tháng giêng lần thứ 2. Đội trống kèn Hà Huy Tập đã được chọn cho nghi thức rước cờ tại trường trung học phổ thông Gia Định.
Tại đây, trường trung học cơ sở Hà Huy Tập đại diện cho phòng giáo dục quận Bình Thạnh có 3 học sinh tiêu biểu được khen thưởng. Sau kỳ thi học kỳ 1, các học sinh lớp 9 tăng cường tiếng Anh đã được giáo viên tiếng Anh tổ chức buổi trải nghiệm thực tế ngoài nhà trường tại Dinh Độc Lập, Bưu điện Thành phố và làm bánh pizza. Đương nhiên là các con phải sử dụng tiếng Anh trong suốt quá trình trải nghiệm này rồi. Học không nhất thiết phải ngồi tại lớp. Đây là mô hình mới được Sở Giáo dục khuyến khích các trường thực hiện. Đây là hình ảnh tiết học ngoài nhà trường trải nghiệm đón xe buýt số 18 đi từ đường Phan Lăng Lưu ra bến Bạch Đằng, sau đó đi buýt trên sông về lại ga tàu thủy Thanh Đa. Trong chuyến đi, các con phải ghi chép lại hành trình của chuyến đi. Đây là hình ảnh học sinh làm nghiên cứu khoa học, chiết tách DNA. Kỳ nghỉ Tết là kỳ nghỉ dịch Covid-19 khá lâu. Sân trường vắng lặng, hoa điệp vàng rụng đầy sân, không có học sinh, buồn tê tái. Các thầy cô soạn bài để cho học sinh học trực tuyến. Các giáo viên được học các lớp tập huấn phần mềm dạy trực tuyến. Học sinh tìm hiểu về dịch Covid bằng tiếng Anh đã được báo giáo dục đăng tin. Để đón các con quay lại trường, nhà trường đã chuẩn bị như thế nào? Phụ huynh tặng 3.250 khẩu trang, 40 chai sát khuẩn. Để thuận lợi cho học sinh, nhà trường đã đổi vòi xịt và trang bị thêm cho mỗi lớp một chai nước rửa tay. Nhà trường tận dụng từ khung bàn cũ, làm thêm 10 bồn rửa tay thân thiện cho học sinh, giáo dục các con thường xuyên rửa tay hơn. Đồng thời, nhà trường đã tổ chức khử khuẩn, lau dọn phòng học thường xuyên. Trong dịp này, giáo viên chi đoàn đã làm buồng khử khuẩn. Buồng khử khuẩn này đã được báo đài đưa tin và trang Người Bình Thạnh. Và rồi, ngày 4 tháng 5 2020, đón học sinh quay lại trường trong niềm hân hoan. Chưa có năm học nào mà trời mưa tầm tã trong lúc các con còn đi học như năm học này. Ngày 15 tháng 5 năm 2020, Liên đội Trung học cơ sở Hà Huy Tập đã vinh dự được các anh chị thành đoàn về tuyên dương em Ngô Nguyễn Vân Anh, học sinh lớp 92, là liên đội trưởng tiêu biểu cấp thành phố. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 2 em vinh dự đạt giải thưởng Kim Đồng, là giải thưởng cao quý dành cho các đội viên chỉ huy đội có nhiều thành tích xuất sắc
đó là em Đặng Kỳ Bảo Nghi lớp 99 đã vinh dự được giải thưởng cao quý này. Tin này cũng được báo giáo dục và trang người Bình Thạnh đưa tin. Năm đặc biệt này cũng làm chậm trễ việc kết nạp đoàn viên của các con. Tuy không được kết nạp tại nơi mà nhà trường hay tổ chức là trường Dục Thanh ở Phan Thiết, nhưng vẫn đầy trang nghiêm với sự trưởng thành của các con. Ngày 8 tháng 6, các con dự thi học sinh giỏi khối 9 cấp thành phố. Hành trang mang theo là kiến thức và tình thương. Kết quả có 5 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố. Ngày cuối đi học của học sinh bán trú là một chầu liên hoan pizza và trà sữa thật vui. Ngày 8 tháng 7 là ngày kết thúc năm học đặc biệt đáng nhớ này. Ngày 13 tháng 7 là lễ tri ân và ra trường niên khóa 2016-2020 trong niềm tự hào của thầy cô, sự mong đợi của ba mẹ và sự hồi hộp của các con. Các con đã có những lời tri ân, lời xin lỗi đến bố mẹ trong buổi lễ đầy cảm xúc này. Mai xa rồi, các con có còn nhớ không? Tạm biệt các con, tạm biệt mái trường Hà Huy Tập. Các con đã cố gắng thi tuyển sinh 10 với kết quả rất tốt, đạt 87,31% các con đậu vào lớp 10 công lập. Kết quả đẹp cho một năm học dài.